Giờ thầy dùng laser trước. Cái lệnh laser này á, mình sẽ vẽ những cái gì đó liên quan đến xoay tròn, tròn xoay. Ví dụ như là cái ly này, mình chỉ cần vẽ một nửa, đúng không? Sau đó mình dùng laser mình xoay qua. Hoặc là cái bình, các bạn vẽ những cái bình hay gì đó mình cũng vẽ một nửa thôi, sau đó mình laser qua. Hoặc là cái xô, cái chậu gì đó mình cũng vẽ một nửa, xong rồi mình laser qua. Đó, thì cái laser này nó ứng dụng cho vấn đề mình vẽ những cái phần như vậy. Bây giờ mình thực hành luôn cái lệnh này một cái. Để vẽ thì mình không thể nào vẽ bên cái vùng phách này được, không? Mình phải chuyển qua cái vùng gì? Các bạn phải chuyển qua vùng right hoặc là front. Top thì cũng không được, vẽ top thì nó sẽ nằm ngang, không? Mình dùng right hoặc là front, phóng lớn front lên. Và bây giờ thầy sẽ vẽ cho bạn cái ly. Cái ly thì mình sẽ nghĩ trong đầu mình cái ly, cái hình dáng của nó như thế nào. Ví dụ mình muốn bắt đầu từ chỗ này, mình nghĩ trong đầu mình cái ly nó sẽ đi cong như vậy, rồi cong xuống đây, mình tạo cho nó độ cong như vậy xíu, rồi xuống đây, rồi nó sẽ ra đây chẳng hạn, làm cái chân, rồi nó vòng như đây. Đó, nó vòng như đây thì mình vẽ đây một nửa rồi. Nhưng mà muốn các bạn muốn tạo cho nó cái độ dày của cái ly này á, thì buộc các bạn phải vẽ thêm một nét nữa, tức là đây mình sẽ tạo thêm một nét liên tục ở đây. Đó, mình sẽ làm một cái nét khép kín ở đây. Đó, mình sẽ chạy lên đây. Cái độ cái ly dày hay mỏng là do cái nét này nó quyết định ha. Đó, rồi mình sau đó mình mới dùng cái lệnh laser để mình xoay tròn, được chưa? Ok ha. Rồi bây giờ thầy sẽ dùng công cụ nào vẽ đây? Thì đến cái phiên bản là 4D 19 thì các bạn sẽ có tên là bend, còn phiên bản thấp hơn thì có thể có tên là buzzer hoặc là freehand gì đó, thì nó nói chung là miễn sao mà nó vẽ được cái đường cho mình là được nhé. Thì đây thầy sẽ dùng cái này bend. Cách vẽ thì cũng giống như nãy thầy vừa diễn tả thôi. Bây giờ thầy click một điểm này. Đó, thầy click điểm thứ hai, thầy dĩ chuột thì xoay nhẹ này để tạo ra cái đường cong này, đúng không? Rồi mình sẽ nhắm mình, các bạn dựa theo cái trụ, cái cột xanh xanh này, cái trục tọa độ này ha. Đó, mình chỉ vẽ tới đây thôi, đừng có vẽ qua bên kia. Rồi sau đó mình sẽ nhắm vẽ xuống đây, mình bẻ cong nó đi. Đó, mình bẻ cong nó đi như vậy. Đó, tiếp tục mình xuống đây mình bẻ cong, mình tạo ra một cái kiểu dáng nó chỗ cầm á. Tiếp tục mình xuống đây mình bẻ cong xuống đây, rồi mình ra đây. Đó, mình ra đây mình tạo ra một cái chân. Đó, cái chân sau là mình bẻ cong cái chỗ này, nó cong qua đây. Đó, cong qua đây cho nó dài ra xíu được, tới đây đi ha. Đó, tới đây đi. Đó, xong rồi mình tiếp tục vẽ một cái đường thứ hai. Cái đường thứ hai nó sẽ cong lên theo cái chiều của, tạo cái độ dày cho cái ly. Đó, mình sẽ tạo cái độ dày cho ly. Các bạn yên tâm, lát nữa mình có thể là bẻ cong được, chỉnh sửa được cái đường slide này, không vấn đề gì hết, nó giống như 3D Max thôi. Giờ mình lên đây. Đó, mình lên đây mình nối nó lại ha. Đó, thì bây giờ mình chỉnh sửa này, các bạn vẫn đang ở cái công cụ bend này ha, vẫn đang ở công cụ bend này thì các bạn chỉnh sửa nó mới dễ. Đó, bây giờ các bạn click di chuyển những cái điểm này cho nó nhỏ lại, cho nó gần lại xíu. Đó, mình di chuyển các cái nốt. Đó, các bạn muốn có thêm điểm thì bạn đè phím Ctrl này, thấy không? Đè phím Ctrl bạn click là nó sẽ tạo ra một cái nốt thôi. Ví dụ đây này, bây giờ nó sẽ tạo ra một cái nốt này. Các bạn muốn xóa thì đơn giản thôi, các bạn lại click phải vô cái nốt này này, mình chọn delete point này. Đó, đó thì nó sẽ bỏ cái nốt đó đi. Đó, ở đây mình sẽ kéo cái nốt này ra. Rồi mình chỉnh đại khái thôi, không cần chính xác lắm. Rồi chỗ này mình cho nó nhỏ lại này. Rồi, chỗ này mình cho nó nhỏ lại hơn. Mình vẽ một hai lần thì cái hình của mình nó sẽ đẹp thôi. Lần đầu tiên mình vẽ ra thì chắc chắn là nó không có được như ý rồi. Đó, ví dụ vậy đi. Bây giờ cái chỗ này mình cảm thấy nó hơi lớn, các bạn muốn cho nó thu hẹp lại thì các bạn bấm về cái công cụ point này, thấy không? Rồi trên này các bạn chọn một trong những công cụ chọn chỉnh sửa, chọn này, chọn đỉnh này, ví dụ thì quét chọn này, quét chọn như vậy ha. Thì di chuyển này, đó, di chuyển này. Đó, thì di chuyển được này. Đó, chỗ này nó ngắn quá thì kéo lên này. Đó, mình chọn những cái một trong những công cụ này, mình có thể chọn điểm được. Anh bấm vào đây là mình chọn hết này, mình bấm vào mode là mình chọn để mình kéo này, giống như lúc đầu thầy nói là mình sẽ dựa vào cái trục tọa độ màu xanh này, đúng không? Thì cái đối tượng mình vẽ đừng có cho nó vượt quá bên này. Đó, mà nó chỉ tới cái chỗ xanh này thôi, bạn kéo vào đây. Đó, và vậy thì cái chỗ này nó hơi bị lớn, nếu lát nữa mình sẽ ấy lên nó sẽ to, đúng không? Nó sẽ to. Thì bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại đi, mình sẽ chọn vớp này, chọn cái point á, mình di chuyển. Ở bên 3D thì gọi là vớp nên quen rồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ di chuyển qua đây. Rồi bây giờ mình kẻ đây có thể là xấu á, nhưng mà mình cứ le thơ một cái cho nó xem đi ha. Thì mình có hai đường slide là sai rồi đấy. Đó, còn cái đường này là đường nào? À, đây là một cái đối tượng khác nha. Các bạn để ý thấy, phát hiện trên cái quản lý này mà nó có hai cái slide là mình biết là ở đâu đó nó có một cái slide không đúng ha. Thì mình có thể xóa đi, mình chọn delete đi. Rồi bây giờ mình gán cho nó một cái lệnh là Lathe này, đó, Lathe. Rồi mình kéo cái slide này thả với cái Lathe này, kéo thả như này. Đó, thì bạn thấy nó xoay này. Đó. Bây giờ mình qua vùng phối cảnh mình xem, mình bấm chuột giữa mình qua vùng phối cảnh mình xem. Đó, mình có cái ly này, có độ dày cái ly này ha. Đó. Bây giờ render xem này. Đó, có cái ly này ha. Rồi bây giờ mình muốn chỉnh lại thêm một chút nữa thì mình vẫn ở trong cái laser này. Ở phía dưới này mình có vài cái để hiệu chỉnh. Ví dụ trong cái phần cap, tức là phần nắp này không có rồi thôi. Trong cái phần object này, ví dụ đây là 360 độ thì nó sẽ là một cái đường tròn. Nếu bạn mở ra thì nó sẽ là như vậy, đúng không? Nên cái ly thì 360 độ rồi. Cái subdivision đó là cái lưới này. Đó, các bạn muốn tăng lưới cho nó mịn thì mình tăng nó lên. Khi bạn tăng lên nhiều thì cái subdivision này nó nhiều, nó sẽ nặng, đồng thời máy của các bạn nó sẽ nặng hơn. Rồi cái ISO này là cái ISO là cái đường kính bên ngoài. Cái mu là mình di chuyển. Không cần scale là kéo lớn thu nhỏ, không cần, đúng không? Rồi cap, trong phần cap thì mình có thể điều chỉnh mấy cái như là fill cap chẳng hạn. Đó, và cái đế dưới này. Đó, các bạn muốn làm cho nó có cái gì đó nó fill cap phần đế dưới này. Đó, cái phần trên của mình đây là cái này này, mình sẽ chọn cái star cap. Fill star mỗi góc mỗi cạnh. Này nó không tác dụng cho cái vấn đề này, chỉnh là thôi. Đó, mình muốn mình gắn cái khác vô. Các bạn muốn sửa lại thì các bạn bấm về cái apply này ha, bấm về cái apply về cái vùng mà nãy mình vẽ là vùng front này, được chưa? Đó thì giờ để như vậy thì bạn thấy nó hơi rối, thì tốt nhất mình kéo nó ra ngoài này, mình kéo tháo ra ngoài này, thấy không? Đó, mình kéo ra ngoài, mình sửa xong rồi mình lại kéo nó vô. Giờ mình muốn sửa tiếp thì các bạn vẫn chọn gì? Mình vẫn chọn cái pen này ha. Đó, cái pen này mình lít vô đây để mình uốn những cái nốt này, mình ấn vô đây mình uốn cái nốt này, uốn nốt này, di chuyển những nốt này. Đó, bạn di chuyển này lên. Nếu bạn không chỉnh bằng này á, mà bạn chỉnh bằng cái công cụ này á, thì mình lít vô mình vẫn chỉnh được này. Công cụ slack move di chuyển này. Cái này bạn kéo di chuyển đối tượng vẫn được này. Ha. Đó. Di chuyển vẫn được ha. Đó, mình chọn, mình muốn chọn thì phải chọn về đây. Đó, chọn này hoặc cái này cũng được, quét chọn vòng. Di chuyển thì mình vẫn sửa được bình thường. Đó. Hoặc là mình vẫn bấm về pen lại ha, rồi mình sẽ di chuyển các cái nốt này, bạn uốn di chuyển nốt dễ hơn, mình thấy nó rất là dễ dàng, có thể dễ hơn bên 3D. Cái này mình muốn dài ra mình kéo ra trước. Đó, đại loại là vậy ha, các bạn cứ ngồi chỉnh dần thôi. Bây giờ xong rồi thì mình lại gán nó vô trong cái laser này, kéo thả vô đây, kéo thả vô nhé, thì mình sẽ gán lại được này. Bây giờ thầy lại về phối cảnh thì xem cái hình dáng đó. Thấy chưa? Đó, hình dáng đó này, cái chỗ này bị nứt, bị độ hở của nó. Đó. Thế. Render lên xem thử. Được chưa? Đó. Thì đây là mình áp dụng cái công cụ laser để mình xoay, mình làm cái này. Rồi. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo thì nói về cái lệnh load ha. Load tức là mình sẽ load từ đối tượng lên. Bây giờ thầy sẽ tạo cái mới ha, new, không xóa này điểm được. Edit đi. Các bạn muốn lưu thì lưu, còn không thì mình xóa đi. Bây giờ mình dùng cái lệnh là load ha. Cái lệnh load này á, nó sẽ có tác dụng là gì? Nó sẽ load nhiều đối tượng lên, nó có nhiều đối tượng nó sẽ load thành một hình. Ví dụ nha. Delete đi. Rồi. Bây giờ thầy sẽ qua vùng top đi. Thì qua vùng top mình sẽ vẽ những cái hình cycle ha, thì tạo thành những hình cycle này. Đó, thầy tạo thành một cái hình cycle. Thầy muốn copy cái cycle này ra nữa thì thầy giữ phím Ctrl kéo xuống dưới này là ra cái thứ hai này không? À, cái thứ ba này, cái 4, 5. Đó, ví dụ là 5 cái cycle này, thấy chưa? Đó, 5 cái cycle. Bây giờ thầy qua vùng front lại này. Tại giờ nó đang nằm một chỗ này, thấy không? Bây giờ thầy sẽ chọn từng cái một này, ví dụ cái đầu tiên này cho đến dưới là cái dưới cùng đi, hoặc là cái dưới cùng là đây là số 4 đây. Cái đầu tiên là cái thứ hai này, cái thứ hai là chỗ này, cái thứ ba, cái thứ tư, hoặc là cái thứ năm. Được chưa? Ví dụ mình có 5 cái này. Đó, có phải là 5 cái hình rồi phải không? Đó, chồng lên nhau ha. Đó, bây giờ thầy lót 5 cái này lại với nhau này, thầy vô chọn lệnh lót này, chọn lót đúng chưa? Đó, thầy kéo 5 cái hình này này, 5 cái cycle này, thì thả vô trong cái lót này luôn, thả vô. Các bạn thấy nó lót lại chưa? Các bạn thấy nó lót thành cái khối trụ không? Thấy không? Đó, bây giờ mình muốn sửa lại từng cái một. Ví dụ thầy cái này là dưới cùng đúng không? Bây giờ thầy chọn cái thứ hai này. Thứ hai bây giờ thầy cái thông số nó là 200 thì tăng lên chút này. Thấy chưa? Đó, rồi cái thứ ba nữa thầy muốn thì tăng thêm nữa. Thấy không? Đó, thầy chỉnh cái thông số thứ ba này. Cái thứ tư này, thứ tư thầy không thích to nữa, thầy cho nhỏ lại này. Bóp lại này. Sẽ ra cái bình nào. À, cái trên cùng này. Đó, cái trên cùng là 200. Còn muốn cái dưới cùng này. Đó, chỉnh này, hoặc là mình nắm ở cái trục này mình kéo dài ra vẫn được này các bạn, rất là tiện lợi ha. Đó, mình cho nó nhỏ lại cũng được này, dài xuống này, đó, cho nhỏ lại này. Rồi cái thằng thứ hai này đó, mình cũng di chuyển này xuống được. Đó, các bạn muốn tạo cái hình dáng cái kiểu như thế nào thì tùy nha, mỗi người có cái nhìn khác nhau này. Không nói được. Ví dụ cái bình kiểu này đi, đó, mình thấy kiểu như thế nào đẹp thì tùy bạn thôi. Đó, mình sẽ tạo ra cái bình như vậy. Đó, lên các bạn có thể di chuyển mấy cái này được mà. Đó, ví dụ vậy. Đó, mình có được cái bình. Đó, có được cái bình. Và nếu như bạn biết, bạn có thể đặt thông số sẵn cho nó. Ví dụ cái đầu tiên này là bao nhiêu đó, 100 đi. Cái thứ hai là 150, cái thứ ba là 200, cái thứ tư là 100 chẳng hạn. Thì khi mình load thì nó sẽ tạo ra được cái hình như vậy, đúng không? Mình tự đặt thông số trước. Và nếu không thì bạn chọn từng cái, bạn tự thay đổi cho mình thích. Ví dụ mình thích cái thay đổi cái số 2 là cái chỗ này này, mình tăng hoặc giảm cái số 2 lên tùy bạn thôi. ha. Tùy bạn có thể tăng giảm số 2 này lên đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục chỉnh cái phần lót này, thấy cái mây nó đặt đâu, mình bấm vô cái lót này, bấm vô cái lót ha, thì ở trong cái phần lót mình vô cái phần cáp đúng không, đó cái star cáp này, bấm thử là nó có nằm ở đâu, gọi là star cáp này nó đã nằm ở trên rồi đúng không, đó, mình chọn star cáp hoặc là fill cáp này đó, hay chưa, fill led á thì nó sẽ tạo thành cái rỗng này đó, tạo thành cái hình rỗng ha, nó tạo thành hình rỗng này. Các bạn có thể tăng hoặc giảm mấy cái này lên, cái này là lưới này cho tròn, cái này là to nhỏ này, thấy chưa đó, mình cho nó 2, 3 gì cho nó tròn cái chỗ này xíu ha, đó ví dụ vậy, mình có cái bình như vậy, nhớ nha, chỗ này là chọn fill cap, vô cap này chọn fill này thì mình sẽ bỏ được cái bề mặt ở bên trên, còn nếu mình chọn cap thì nó đóng nắp ha, đóng nắp, còn fill cap thì nó sẽ là cái bo cái mặt đó thôi. Rồi bây giờ mình làm gì nữa, ví dụ bạn chưa muốn thêm nữa thì sao, muốn thêm một kiểu nào đó, ví dụ như thầy copy cái thằng số 4 này ra chẳng hạn, đè antenna thì copy ra này. Thì bạn thấy nó nhảy ra hẳn ra ngoài không, khi thầy kéo đè control thì kéo đây phát nó nhảy ra khỏi cái lệch lót này nha, đó, nó nhảy hẳn ra ngoài luôn, bạn kéo lên này, nó là một cái hình riêng nha, các bạn thấy không, nó là một cái đường cycle riêng, nó không liên quan gì tới cái trong cái nhóm 5 thằng này hết. Bây giờ thầy tăng cái cycle to ra xíu, ví dụ thầy tăng to như vậy thử coi, được chưa, thầy kéo vô lại nha, thầy kéo vô thằng lót lại, kéo vô sau thằng số 4 đi thì nó sẽ được như vậy, kéo lên trên đi, kéo lên trên thì nó sẽ được như vậy, kéo ra ngoài đi, gọi là mình sẽ kéo nó nằm bên trong này thôi, dưới thằng này thôi đúng không, đó, dưới thằng số 1 thôi. Đó, thì mình chỉnh cái mình tạo ra được cái này nữa này. Đó, thấy chưa, mình có thể thêm, mình vẽ thêm như đây, viết ra kiểu gì đó mình chẳng biết nữa, nó ra kiểu như vậy đi, nó là cái thằng số 4 này, mình có thể cho nó nhỏ lại tùy, to nhỏ đúng không, mình tạo ra cái viền như vậy. Thì bạn cứ có thể kéo vô, mình chọn từng đối tượng mình có thể di chuyển được này, đó. Mình chọn từng đối tượng mình di chuyển, đó thì các bạn có thể thêm, hoặc là phía dưới này các bạn muốn thêm một cái viền gì nữa đây thì cũng thể copy thằng này, đè control copy ra thì nó dăng ra ngoài, bạn thấy không, nó dăng ra ngoài này, mình kéo xuống dưới này, thấy chưa, đó, kéo xa gần thì tùy bạn thôi. Đó xong rồi mình muốn to hơn hoặc nhỏ hơn cái này, ví dụ thầy muốn to hơn cái số 4 này thì thầy sẽ cho nó to hơn một chút này, rồi lúc đó thì lại kéo nó thả vô đây, đó, kéo thả vô dưới số 4 này thì nó sẽ tạo ra cái chân này, đó, nó sẽ lót theo cái hình của nó, đó thì nó sẽ lót thêm được cái này nữa này. Thấy chưa? Đó, cái lệnh lót này rất là hay ha. Đó. Đó thì toàn bộ cái bài hôm nay là mình sử dụng các cái lệnh ha, mình sử dụng các cái lệnh cơ bản khi bạn dựng hình thì các bạn phải làm thành thạo, làm nhiều và nghiên cứu nhiều vào cái này thì mình mới ok được, mình mới hiểu được.